bất ngờ một linh mục Việt Nam viết lỡ yêu người phụ nữ đã có chồng. Thành Long mến chào cộng đoàn trên trang Facebook cá nhân linh mục người lữ hành, tức cha Peter Phạm Hoàng Trinh, hiện ngài đang mục vụ và truyền giáo tại Nhật Bản. Ngài viết một câu chuyện mà nghe qua ai đó sẽ rất giật mình, nhưng nghe hết câu chuyện thì thực sự ý nghĩa tuyệt vời. Rất hay, mời cộng đoàn cùng nghe hết video. Cha viết, lỡ yêu người phụ nữ đã có chồng. Tình yêu là một đề tài muôn thuở chưa bao giờ nói đủ và nói hết được. Chính Chúa cũng nói, đàn ông ở một mình không tốt và chính Ngài đã dựng nên con người, con nam, con nữ. Từ đó người nam và người nữ luôn hướng về nhau để bổ túc cho nhau. Là con người bằng xương, bằng thịt thì linh mục và tu sĩ cũng không ngoại trừ. Biết rằng đi tu là ngược dòng đời và trên dòng đời đó đã có không ít những chướng ngại và cũng có không ít người vấp ngã. Con người thì đứng dậy được và cố gắng vượt qua, nhưng cũng có không ít người đứt gánh giữa đường đành bỏ cuộc chơi. Và tôi cũng không ngoại lệ. Sinh ra và lớn lên trong một dòng tộc gia giáo, tôi được giáo dục và kế thừa những truyền thống tốt đẹp của ông bà tổ tiên để lại. Không làm những điều sai trái để tiếng xấu cho người đời khinh chê. Điều đó tôi đã thuộc nằm lòng ngay khi còn nhỏ. Thời thơ ấu, ước mơ của tôi là lớn lên làm thầy giáo, lập gia đình, có vợ, có con. Sống vui, hạnh phúc giữa đời thường, chứ không phải đi tu trở thành linh mục. Tôi đã biết yêu và rung động trước vẻ đẹp của tình yêu từ lúc lên 15 tuổi, đúng tuổi trăng rằm. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, ba chìm bảy nổi, tôi vào quân đội, đi học nghề và hành nghề. Khi đi tìm hiểu ơn gọi, tôi mới mon men được đến cổng trường Đại học Sư phạm Huế. Ngày nhập học, từ lầu 3 của trường đại học, đứng nhìn ra cầu Tràng Tiền và dòng sông Hương thơ mộng, tôi đã khóc. Khóc vì sung sướng, vì ước mơ của mình sắp thành hiện thực. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã không đi dạy học, lại rẽ sang một ngã khác mà chính tôi cũng không sao hiểu được. Rồi trở lại với đời tu, nhưng nó cũng chẳng bằng phẳng gì. Phải chảy ra chóc vẩy, tôi mới trở thành linh mục. Là một nam nhi, năng động, vui tính, dễ hòa nhập với môi trường và hoàn cảnh, tôi đã lăn lộn giữa đời bon chen đầy cạm bẫy và bước đi một cách tự tin bằng chính đôi chân, khối óc và con tim của mình. Xem đó là một ân huệ của Thiên Chúa ban cho mình. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã gặp biết bao nhiêu con người. Người tôi yêu cũng có, người yêu tôi cũng nhiều. Những người đã đi ngang qua đời tôi, tất cả họ đều dễ thương, dễ mến và đáng yêu. Khi phỏng vấn để được nhận vào đời tu, cha phụ trách đã hỏi tôi, anh đã biết yêu chưa? Không chần chừ, tôi trả lời ngay, thưa cha, con đã biết yêu rồi. Thế rồi ngài cười và nói, tốt, thời gian đi học tiếng Nhật và thời gian vào chủ viện, thời gian đi giúp xứ là thời gian được chăm sóc kỹ nhất về những mối quan hệ với bên ngoài. Vì thế nhiều chúng sinh đã dè dặt, dòm trước, ngó sau, thậm chí luồn cúi để tìm cách lách qua cửa hẹp mà đi. Còn tôi thì cứ sống tỉnh bơ vậy, không lo lắng, không sợ bị đuổi về, thậm chí có lúc tôi muốn được đuổi về. Cho nên sống rất thoải mái, tự nhiên, vì tôi nghĩ ơn gọi là một huyền nhiệm. Nếu Chúa muốn, Chúa chọn thì không ai ngăn cản được. Bản thân mình cứ sống thành thật, ngay thẳng thì chẳng sợ gì ai. Cứ cố gắng sống hết mình để khỏi ân hận sau này. Không xấu hổ với lương tâm mình là được. Thế là cứ vô tư mà sống giữa đất trời tự do. Thế nhưng nếu đường đời bằng phẳng cả thì anh hùng hào kiệt chẳng là chi. Và giá như không có những gian nan thử thách thì những cố gắng hy sinh của chúng ta nào có ích gì, phải không? Hầu hết bạn bè và người tôi yêu cũng như người yêu tôi đều đã lập gia đình và có con cả rồi. Điều đáng nói là người yêu tôi và người tôi yêu, họ không phải chỉ toàn là con gái, mà cả những người phụ nữ đã lập gia đình, có chồng, có con rồi. Những người yêu kiểu say nắng nhất thời, con người thì âm ỉ như lửa trong bếp lò vậy.
Quan điểm của tôi là nếu lập gia đình thì muốn tìm người cùng quê và có cùng tôn giáo, không muốn lấy vợ xa, đặc biệt là người nước ngoài. Nên từ lúc còn nhỏ, cái ấn tượng đó đã in sâu và theo tôi suốt cả một chặng đường dài. Nhưng kể từ lúc sống xa quê và khi đi ra nước ngoài thì cái quan điểm đó đã dần thay đổi. Bởi tình yêu đều có phân biệt tuổi tác, quốc tịch hay giống nòi, mà nó vượt lên trên tất cả. Như thế mới gọi là yêu. Kể từ đó lại phát sinh ra tình yêu mới mà trước đến giờ tôi đã chưa nhận ra, hoặc vì đã yêu theo kiểu truyền thống. Thỉnh thoảng đó đây, trong và ngoài nước, khi nghe ở đâu đó có linh mục hồi tục ra đời lấy vợ, lúc đó tôi cũng bị sốc và có cảm giác nuối tiếc. Ở Nhật Bản, linh mục người bản xứ cũng có, linh mục người ngoại quốc cũng có. Điển hình có linh mục dòng đã bước qua tuổi 75 mà cũng xin bề trên cho phép hồi tục. Nhiều người nghe vậy thắc mắc đủ điều, nhưng vị linh mục này nhẹ nhàng trả lời: vì tôi muốn sống với ơn gọi của mình. Ngài giải thích rằng đã suốt mấy chục năm qua tôi đã thao thức rất nhiều về ơn gọi của bản thân mình, nhưng vì đã chót ăn cơm và được nhà giàu nuôi dưỡng trong nhà Chúa nên tôi đã cố gắng sống cho đến giờ phút này. Rồi đây tuổi đã già, về hưu rồi, không còn đóng góp được gì cho nhà dòng nữa, nên nói ra sự thật để xin phép sống thật với lòng mình, với Chúa, với nhà dòng và với anh em, với giáo dân cho thanh thản tâm hồn. Sau khi nghe những lời đó, bề trên đã cười và sẵn sàng chấp nhận lời đề nghị của cha già để giải quyết lo thủ tục cho cha hồi tục như ước nguyện cuối đời. Đời tu là vậy đó, ơn gọi là vậy đó, không ai nói trước được điều gì cả. Hiện tại, thử thách vẫn phải sống đối mặt và tìm cách vượt qua hàng ngày. Còn tương lai, ai mà biết được, chỉ có Chúa mới biết mà thôi. Cho nên tu dòng hay tu chiều hàng tháng và hàng năm đều có tổ chức tĩnh tâm để nhằm mục đích dành thời gian yên tĩnh, tạm gác lại những ồn ào giữa đời thường. Trước hết là để tìm gặp gỡ Chúa cách thân mật hơn, để hâm nóng và làm mới lại tinh thần, để ngang qua đó nhìn lại hành trình làm người, hành trình cuộc sống, hành trình ơn gọi để tạ ơn, để nhận ra bàn tay dẫn dắt của Thiên Chúa nhằm mục đích sống tốt đẹp, sống yêu thương và cũng là dịp để nghỉ ngơi đôi chút như lời Chúa dạy. Sau khi tham dự tuần tĩnh tâm năm với linh mục đoàn của giáo phận về, tôi quyết định viết bài chia sẻ này. Thực sự, mối tình của tôi với người phụ nữ đã có chồng con này không phải là quá bất ngờ đối với tôi, vì người này đã chủ động yêu tôi trước, nhất là khi tôi cô đơn trống vắng một mình nơi đất khách quê người trong bốn bức tường của căn nhà xứ rộng rãi và trống vắng này. Mối tình này đã có từ trước, nhưng vì tôi quá vô tư nên đã không để ý tới. Nhưng mưa dầm thì thấm lâu, ngọn lửa âm ỉ này đã gần rơm, lâu ngày cũng bén. Thế là tôi đã bắt đầu yêu thật lòng, một tình yêu không lừa dối. Kể từ đêm tôi chủ động cầm tấm hình của người đẹp lên hôn theo phản xạ tự nhiên. Điều đáng nói là cả chồng và con đều biết việc này. Chồng bà là một người đàn ông công chính, hiền lành và ít nói, nhưng rất mực thương yêu gia đình. Còn người con thì rất tốt, rất thân thiện với tôi và cũng yêu tôi nhiều lắm. Đọc đến đây, thay vì ném đá, xin mọi người thương thêm lời cầu nguyện cho tôi được sống thật với lòng mình và trung thành với mối tình này cho đến giờ phút cuối, để chọn tình vẹn nghĩa với người mình yêu. Xin chân thành cảm ơn. Phù tang ngày 8 tháng 2 năm 2022. Tác giả: người lữ hành, linh mục. Vâng, như vậy ai cũng biết người phụ nữ đã có chồng mà cha nhắc tới ở trên là Đức Mẹ Maria, mà người Công giáo chúng ta tôn kính đặc biệt. Dưới bài viết của cha có rất nhiều người bình luận cảm ơn bài viết và mong cha luôn được mạnh khỏe. Xin Chúa chúc lành tới cha và sứ vụ của Ngài. Amen.